Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh sửa bán đồ gỗ giá tận gốc và đồ gỗ Thiên Phú. Ngày hôm nay em Biên xin giới thiệu các bác một cái ưu đãi cực kỳ lớn chỉ dành riêng cho những ai đăng ký kênh sửa bán đồ gỗ giá tận gốc. Ngày hôm nay em xin phép giảm giá tận 20 triệu đồng cái bộ chiếu ngựa gỗ Hương Lam Phi này cho tất cả các bác. Bộ sản phẩm chiếu ngựa này em xin báo giá công khai với các bác là 68.800.000 bộ sản phẩm này. Và trong video ngày hôm nay, cơ sở bên em đang chuẩn bị về một công gỗ rất là to và hiện tại đang rất cần vốn để quay vòng để lấy công gỗ. Thì cơ sở nhà em xin giảm cho các bác kịch sàn luôn, không lấy vốn, không lấy công luôn, chỉ lấy tiền gỗ thôi, là 48.800.000 bộ chiếu ngựa nguyên khối như này, chất liệu là gỗ Hương Lam Phi cực kỳ đẹp và đỉnh cao, các bác nhìn thấy trên màn hình. Kích thước của bộ sản phẩm này thì nó rơi vào là rộng là 1m8, dài là 2m8, dày là 15 phân, 2 tấm một chiếu các bác nhá. Và chân mễ đầy đủ luôn, giao hàng miễn phí 100 km. Các bác nào mua ngay trong video này em chỉ có đúng một bộ duy nhất, còn một bộ duy nhất thôi. Riêng cái hàng nguyên khối của Hương Lam Phi như này, các bác có nhìn thấy trên màn hình, vân veo rất là đẹp và đẳng cấp. Đấy các bác nhìn này, kích thước đấy thì nó rất là dày, nguyên khối gỗ hương. Đấy, màu thì được sơn màu nguyên màu gỗ, màu gạch dán các bác nhá. Nhìn nó rất là sang đẳng cấp. Đây, vân gỗ là được kết hợp giữa các cái vân chỉ đen và vân chỉ trắng, chỉ đen và vân chỉ cánh gián, rất là đẹp. Đây, mắt gỗ đây các bạn nhìn này, đấy mắt gỗ đẹp hai đầu nha các bạn nhá. Riêng các bác mua trên thị trường thì các bác cũng lại phải bỏ ra tầm 70 triệu đến 80 triệu bộ sản phẩm này, và nhà em bán 68 triệu đã rẻ rồi, nhưng ngày hôm nay em xin thanh lý thu hồi vốn và xin phép bán với cái giá phá giá thị trường. Xin lỗi các nhà sản xuất khác thì em xin phép là bán kịch sàn bộ sản phẩm này là 48.800.000, chỉ dành riêng cho bác nào nhanh tay nhất gọi điện cho em qua số điện thoại hotline trên màn hình, hoặc nhắn tin trực tiếp cho cơ sở bên em qua số Zalo trên màn hình. Và đặc biệt là ưu đãi này em xin nhắc lại, em chỉ dành riêng cho bác nào mà đăng ký kênh thì mới nhận được cái ưu đãi này thôi. Thì các bác hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông. Cơ sở nhà em sẽ liên tục có những cái chương trình tri ân ưu đãi cho tất cả những khách hàng nào đăng ký kênh và xem kênh YouTube nhà em hàng ngày. Đây, nếu mà các bác mà mua cái bộ sản phẩm này về, em khẳng định các bác luôn, nhất là ngồi xem đá bóng hay là ngồi uống rượu ở đây các bác ạ, trên cả tuyệt vời luôn, em ngồi cho các bác xem, cực kỳ đẳng cấp. Đấy, và đặc biệt là cái ngày mùa hè như này mà các bác nằm ở đây này, đấy, các bác nằm ở đây nghỉ trưa hay nằm ở đây nghỉ ngơi xem tivi thì nói thật với các bác, trên cả tuyệt vời luôn. Các bác nào mong muốn sở hữu bộ sản phẩm này nhanh nhất thì liên hệ gọi điện trực tiếp cho nhà em. Trong những video vừa qua, cơ sở nhà em thanh lý rất nhiều sản phẩm, và những khách hàng nào gọi đến muộn thực sự là em cũng rất là ngại, nhưng mà những cái sản phẩm thanh lý này thì em chỉ có duy nhất một bộ thôi, thì các bác hãy nhanh tay chớp lấy thời cơ, hoặc các bác biết ai đấy mong muốn sở hữu một cái chiếu ngựa như này đẳng cấp như này, hoặc các bác có thể làm một cái phần quà tặng cho ông bà hoặc là cô dì chú bác nhà mình, thì nó vô cùng là ý nghĩa. Nó không phải là số tiền mà nó là một cái sản phẩm là để đời con chó luôn, cái sản phẩm hàng nghìn năm tuổi các bác nhá. Đấy, qua đây thì em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi những sản phẩm của sửa gỗ giá gốc, và các bác mong muốn cơ sở nhà em làm những video như nào, hoặc là có những góp ý gì về sản phẩm hay là về chất lượng video thì hãy inbox trực tiếp cho cơ sở nhà em qua số điện thoại trên màn hình, và hãy đừng quên cho em cái ý kiến đánh giá các bác ở phía dưới video này. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau. Xin chào.